Chào các bạn, nếu các bạn đang quá là chán với trình bàn phím mặc định của iOS thì hãy thử ngay một cái bàn phím ngoài của đến từ Google. Mình sẽ đảm bảo cho bạn, bạn sẽ yêu thích ngay cái bàn phím này. Và ngay sau đây mình sẽ chia sẻ về bàn phím này nhé. Rồi, cái bàn phím mình muốn giới thiệu đến các bạn đó chính là Gbrush. Cái ứng dụng này thì nó đã có trên cả CH Play và Apple Store. Các bạn có thể tải về và sử dụng một cách rất là tuyệt vời. Với Android thì các bạn chỉ việc tải về và chọn cái Gbrush này làm cái bàn phím mặc định là xong. Còn với iOS thì các bạn sẽ mất một chút công hơn nữa. Ví dụ như là các bạn sau khi tải về này, các bạn hãy vào cài đặt này. Các bạn chọn chuyển xuống phần cài đặt chung. Các bạn chuyển xuống phần bàn phím này. Các bạn chọn bàn phím, thêm bàn phím mới, xong rồi chọn Gbrush này. Lưu ý là các bạn hãy cho phép tùy chọn truy cập đầy đủ nhé. Và mình sẽ show cho các bạn 5 cái điểm mà khiến cho Gbrush này nó thu hút được rất nhiều sự chú ý của bạn. Đây, đầu tiên là cái... Để mà chuyển sang cái Gbrush này các bạn, nhấn chữ vào cái cửa vòng, các bạn chọn Gbrush này. Đây, ở đây thì chúng ta sẽ có một cái logo Google đây. Đấy, đặt vào đây. Chúng ta sẽ có rất nhiều thứ như này. Các bạn có thể là search được trực tiếp Google, ví dụ như là các bạn search là Mac Mobile. Đấy, bạn tìm kiếm. Thì ở đây nó sẽ cho phép chúng ta tìm kiếm luôn ở cái trên Google. Đấy, các bạn sẽ ra luôn ở cái Google là Mac Mobile của chúng mình. Đấy, mình sẽ được trực tiếp được luôn. Bạn ấy có thể đọc được những thông tin này. Đấy, ngoài ra thì chúng ta sẽ có thể tìm kiếm được cả những cái sâu hơn. Ví dụ như là chúng ta sẽ tìm cái Tiki nhé. Tiki thì chúng ta phải ấn vào đây xong search. Đó, ha ha ha. Còn ngoài ra thì cái trên bàn phím này nó còn hỗ trợ luôn trên cả cái Messenger. Đấy, trên Messenger thì chúng ta sẽ thấy nó tuyệt vời hơn nhiều. Đây, chúng ta sẽ có thể tìm kiếm này, Kiss chẳng hạn nhé. Tại vì nó có nhiều cái nghĩa này. Đấy, úi dồi ôi, đáng yêu quá, trời ơi. Các bạn, sao chết rồi đây? Bạn gửi cho nó phát. Đơ to bơ luôn. Đây, mình thử gửi cho em Nhật Linh xin nhất hành tinh. Ngoài ra thì nó lại có một cái hay nữa, đó chính là chúng ta có thể viết bằng cách đó vuốt thôi. Bạn là anh yêu em nhé, anh yêu em này. Đó, rất là nhanh đúng không? Một điểm hay nữa đó chính là chúng ta có thể tích hợp được cả cái Google Maps ở đây nữa. Nếu các bạn sử dụng Google Maps, ví dụ như là các bạn có thể tìm kiếm các nhà hàng, chẳng hạn là Mac Mobile thì chúng mình, các bạn có thể tìm được cả trên Google, cả trên Google, cả trên YouTube luôn. Nó rất là hay, nó tùy chọn cực kỳ sâu luôn. Đây, Mac Channel đây, các bạn có thể chia sẻ ở đây, gửi xong. Rất là hay, nó mọi thứ nó trở nên cực kỳ đơn giản. Đó. Và vừa rồi là những chia sẻ của mình về ứng dụng Google Bot, một trong những cái ứng dụng mà bàn phím mình cảm thấy yêu thích nhất từ trước đến nay. Bố cục của nó thì nó không khác quá là nhiều so với cái iOS mặc định, và nó cho chúng ta một cái thao tác vẫn khá là tuyệt vời. Đấy, cái khoảng cách của nó rất là đẹp. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ có rất nhiều cái tùy chỉnh hay, nên là mình từ bây giờ có lẽ là mình sẽ chuyển sang sử dụng cái ứng dụng này thay vì cái mặc định. Đấy, nó có quá nhiều thứ để chúng ta có thể trải nghiệm, và các bạn hãy tải về và trải nghiệm cũng như là chia sẻ cho mọi người về cái cảm nghĩ của mình ở phía phần bình luận nhé. Lưu ý ứng dụng này nó đã có cả trên CH Play cũng như là Apple Store, nên là các bạn hãy tải về và trải nghiệm như nào. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.